đây là cái ranh đất nha. Cái ranh đất, cái bờ này, bờ ranh nè, bờ thật làm lớn. Ở mép mép lộ người ta trồng dừa nè. Cái bên là người ta trồng cây tràm. Cây tràm mà tràm này là tràm người ta để đóng cừ. Đóng cừ làm nhà đó. Ta trồng cây tràm tới đây rồi. Con dừa anh ta trồng cỡ này rồi nè. Đó. Rồi còn chanh tới cỡ đó rồi đó. Chanh lớn cỡ đó. Người ta có chen cây xoài vô kìa. Chanh lớn cỡ đó. Còn dừa cỡ này nè. À, đất này là người ta kêu, người ta bán 700 triệu một công, nghĩa là 7 tỷ mẫu. Đường mới làm, đường mới làm xe tải vô lọt đó. À, 700 triệu một công mà cái này một mẫu 6 mà có ngay cái chòi kìa, có hai công đất thổ cho nên là người ta kêu thay vì 11 tỷ 2, tổng cộng tính ra 11 tỷ 2 mà người ta kêu 12 tỷ. Và khách đang khách đang thương lượng nào đó, chanh cây chanh lớn đó, chanh cao lên đó. Còn này là tràm để người ta làm cừ, đóng cừ để mà làm nhà đó. Còn dừa người ta trồng được như tới đây rồi nè. Đó, người ta làm cái chòi để dụng cụ người ta nghỉ trưa, rồi với lại người ta để người ta hái chanh, người ta đem vô chòi cho nó mát đó. Chầu của người ta đó. Đó là chanh lớn, cái đó này đang chanh lớn nè. Đó. Rồi ở đây là người ta trồng mai nè, đó trồng mai con. Đó. Bờ thì người ta trồng dừa với lại tràm nè, còn dưới người ta trồng mai. Người ta đẩy cái rơm, người ta đẩy cái gốc mai để mà nó đỡ cỏ nó đỡ lên. Rồi bên đây là cái rạch nè, cái rạch này nó mặt tiền rạch. Đất như vậy là người ta kêu 1 tỷ 2 một công, mà đây kêu 700 triệu một công. Là lọt họng cò đó, lọt họng của nhà đầu tư rồi. Đó, đi chút xíu này, đi tới đây chút xíu nữa, tới cái bờ này, bờ ranh là 150 mét, bề ngang này 150 mét. Đó, đi đây là tới chỗ này là cái bờ ranh. Chòi này là chòi của người khác rồi. Đó, đây là cái bờ ranh nè. Đó, rồi.